câu nói Hoàng Thiên Bất Phụ Hảo Tâm Nhân là một câu thành ngữ mang ý nghĩa sâu sắc và mạnh mẽ trong văn hóa Á Đông, đặc biệt là trong triết lý và quan niệm sống của người Việt Nam. Theo cách hiểu thông thường, câu này có thể dịch là trời xanh không phụ người có lòng tốt, thể hiện niềm tin rằng những ai sống thiện lương, có lòng nhân ái và hành động với trái tim chân thành sẽ được đền đáp xứng đáng bởi sự an bài của trời đất hay sự công bằng của tạo hóa. 1. Nguồn gốc và ý nghĩa của câu nói. Câu nói Hoàng Thiên Bất Phụ Hảo Tâm Nhân có nguồn gốc từ triết lý của Nho giáo, nơi mà tư tưởng về thiên mệnh, sự sắp đặt của trời đất và nhân quả luôn đóng vai trò quan trọng trong nhận thức của con người về cuộc sống. Trong Nho giáo, trời, Hoàng Thiên được xem là một lực lượng siêu nhiên, đại diện cho sự công bằng và chính nghĩa. Hảo tâm nhân ở đây ám chỉ những người có tấm lòng nhân hậu, thiện lương, luôn hành động vì lợi ích của người khác mà không mưu cầu lợi ích cá nhân. Câu nói này mang đến một niềm tin sâu sắc rằng những ai làm việc tốt sẽ luôn nhận được sự bảo hộ và trợ giúp từ trời đất. Dù cuộc sống có nhiều khó khăn, thử thách và đôi khi người tốt có thể bị đối xử bất công, nhưng họ không nên nản lòng. Hoàng Thiên, tức trời xanh, không bao giờ quên đi những gì họ đã làm và đến một lúc nào đó họ sẽ được đền đáp xứng đáng. Điều này cũng giống với quan niệm về luật nhân quả trong Phật giáo, gieo nhân tốt sẽ gặt quả lành. 2. Lòng tốt và giá trị của nó trong cuộc sống. Lòng tốt là một trong những giá trị cốt lõi của con người và cũng là điều mà mỗi xã hội luôn khuyến khích và đề cao. Lòng tốt không chỉ là việc làm từ thiện hay giúp đỡ người khác về mặt vật chất, mà còn là sự chia sẻ, thấu hiểu và cảm thông. Một người có lòng tốt là người biết suy nghĩ cho người khác, sẵn sàng hy sinh những lợi ích cá nhân để đem lại hạnh phúc và sự an yên cho cộng đồng. Điều này có thể thể hiện qua những việc làm nhỏ nhặt hàng ngày như giúp đỡ người gặp khó khăn, đối xử tử tế với mọi người xung quanh, hay đơn giản là giữ thái độ tôn trọng, bao dung. Trong cuộc sống, lòng tốt không chỉ mang lại lợi ích cho người khác mà còn làm phong phú tâm hồn của chính người trao đi. Khi làm việc tốt, người ta cảm nhận được niềm vui và hạnh phúc từ việc biết mình đã góp phần làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Đây là một dạng hạnh phúc nội tâm, không cần sự công nhận hay đền đáp ngay lập tức từ người khác. Tuy nhiên, theo quan niệm từ câu nói Hoàng Thiên Bất Phụ Hảo Tâm Nhân, sự công bằng từ trời đất sẽ luôn đến và những người có lòng tốt sẽ không bao giờ bị thiệt thòi. 3. Niềm tin vào sự công bằng của vũ trụ. Một trong những thông điệp quan trọng của câu Hoàng Thiên Bất Phụ Hảo Tâm Nhân là niềm tin vào sự công bằng của vũ trụ. Trong cuộc sống, không phải lúc nào người tốt cũng được đền đáp ngay lập tức. Đôi khi, những người sống chân thành, tử tế lại gặp nhiều khó khăn, thử thách, thậm chí là bị đối xử bất công. Điều này dễ dẫn đến cảm giác bất mãn, nản lòng và nghi ngờ liệu việc sống tốt có đáng hay không. Tuy nhiên, câu thành ngữ này khẳng định rằng, dù hiện tại có ra sao, sự thật rằng trời xanh hay chính là quy luật của vũ trụ sẽ không bỏ quên những người có tấm lòng tốt. Niềm tin này giúp con người kiên định hơn trong những lúc khó khăn, giữ vững được phẩm chất đạo đức và lòng tin vào giá trị của việc làm điều thiện. Đây là một sự khuyến khích mạnh mẽ để mỗi người không bao giờ bỏ cuộc trên hành trình sống tử tế và nhân ái. 4. Tính ứng dụng trong xã hội hiện đại. Trong xã hội hiện đại, khi cuộc sống ngày càng phức tạp và con người đối mặt với nhiều cám dỗ từ vật chất và lợi ích cá nhân, lòng tốt đôi khi bị đánh giá thấp hoặc thậm chí là bị lợi dụng. Tuy nhiên, câu Hoàng Thiên Bất Phụ Hảo Tâm Nhân vẫn mang tính ứng dụng cao, nhắc nhở con người về giá trị bền vững của lòng tốt và nhân cách. Câu nói này cũng khuyến khích chúng ta sống chân thành, không màng đến việc được đền đáp ngay lập tức. Trong thế giới đầy cạnh tranh và đôi khi là vô cảm, lòng tốt có thể là điều quý giá nhất mà mỗi người có thể gìn giữ và lan tỏa. Đặc biệt, đối với những người làm công việc xã hội, giáo dục hoặc những người hoạt động trong các tổ chức từ thiện, câu nói này mang lại sự khích lệ mạnh mẽ,
giúp họ vượt qua những khó khăn và thử thách trong quá trình làm việc vì cộng đồng. 5. Kết nối với triết lý nhân quả. Câu Hoàng Thiên Bất Phụ Hảo Tâm Nhân có mối liên hệ mật thiết với triết lý nhân quả trong Phật giáo. Theo luật nhân quả, mọi hành động của con người đều tạo ra một hệ quả tương ứng. Gieo nhân nào thì sẽ gặt quả đó. Những người sống với lòng nhân ái, làm việc thiện sẽ được hưởng những quả báo tốt đẹp, dù có thể không phải ngay lập tức nhưng chắc chắn sẽ đến trong tương lai. Điều này giúp củng cố niềm tin của con người vào quy luật tự nhiên và đạo đức xã hội, đồng thời khuyến khích họ tiếp tục sống tốt, bất chấp những trở ngại hay khó khăn tạm thời. Đức Phật cũng đã dạy rằng, làm điều tốt không chỉ giúp tạo ra môi trường sống tốt đẹp cho mọi người mà còn là cách để tự rèn luyện tâm hồn, đạt được sự an lạc và giác ngộ. Câu thành ngữ Hoàng Thiên Bất Phụ Hảo Tâm Nhân là một bài học sâu sắc về giá trị của lòng tốt và niềm tin vào sự công bằng của vũ trụ. Nó nhắc nhở chúng ta rằng, dù cuộc sống có đầy rẫy những khó khăn, thử thách hay bất công, những người sống tử tế và chân thành sẽ luôn được đền đáp xứng đáng. Lòng tốt không chỉ là món quà mà chúng ta dành tặng cho người khác, mà còn là sự bồi đắp cho chính tâm hồn mình, giúp cuộc sống trở nên ý nghĩa và tràn đầy hạnh phúc.